Vâng, xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới quý cô bác anh chị các bạn đã quan tâm đến shop Phạm Huấn cũng như là theo dõi các cái mặt hàng của bên shop đăng tải lên. Để khởi đầu ngày mới thì chúc quý cô bác anh chị có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui, nhiều năng lượng và hạnh phúc. Đó, thì hôm nay bên em lại tiếp tục lên cái video riêng biệt giới thiệu cho các bác hai cái mẫu dao mới nhất bên em mới về. Đấy, đó là dao của Nhật và dao của Đức. Đó, thì dao của Nhật nó là thương hiệu Wabo, là một trong những dòng dao cao cấp và nổi tiếng trên thế giới rồi. Còn dao của Đức thì là dòng thương hiệu Winling, thì cũng là những cái dòng dao rất là chất lượng. Thì hôm nay em sẽ lên video giới thiệu chi tiết từng mẫu một và báo giá cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Huấn xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em sẽ đi vào chi tiết luôn. Vâng, đây là các cái số hotline của em, các bác có thể liên hệ các bác nhé. Đó, đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác cái bộ dao Đức. Bộ này thì bên em đang bán với cái giá là 1.400.000. Đấy, hôm nay em sẽ sell cho các bác còn 1.100.000 bao ship. Đây các bác nhá. Đấy. Bộ dao 7 món này. Của Đức này, đó, bộ dao 7 món của Đức này. Bên em đang bán là 1.400.000, đó, giá cũ. Hôm nay bên em sẽ cập nhật cho các bác giá mới giảm xuống còn 1.100.000. Đó. Và bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đó. Bao ship luôn các bác nhá. Đó, đây. Bộ dao 7 món Đức này, các bác lên rõ đơn cho em như này nhá. Bộ dao 7 món Đức đang bán là 1 triệu. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn rõ nhá. Đang bán là 1 triệu 1 triệu tư. Hôm nay bên em sẽ giảm giá cho các bác còn 1.100.000 bao ship. Đây, các bác nhận hàng thì hàng sẽ được trong hộp như này, rất là chất lượng và xịn sò luôn. Đó, đây. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn nhé. Đó, em sẽ khui hàng cho các bác xem luôn. Đây, mở hộp cho các bác xem cho nó trực quan, sinh động. Hàng các bác nhận được thì đựng trong hộp như thế này các bác nhé. Đấy, đựng trong hộp như này, nguyên vẹn. Có thi thoảng các bác nào nhận được cái bộ mà em test thì nó cũng còn nguyên thôi chứ không có vấn đề gì. Đấy, thì đấy, đây là cái khay của nó này, khay đựng hộp này. Đấy, còn đây là cái đây hộp của nó đây các bác nhá. Đó, hộp của nó đây, đây nguyên hộp đây các bác nhá. Đó, đây là cái khay đựng cái hộp, khay đựng cái hộp hộp dắt dao này. Hộp dắt dao này thì khoảng 1 kg các bác nhá. Hộp này rất là to luôn. Đấy, khoảng 1 kg. Con này thì rất là nặng. Đấy, hộp này khoảng gần 1 cân. Các bác dùng thì rất là ok. Hàng là hàng mới, chưa qua sử dụng các bác nhé. Đó, hàng mới toanh, chưa qua sử dụng. Đây, cái khay giá đỡ của nó đây các bác nhá. Gần 1 cân một con này. Hàng của thương hiệu Winling này. Đó, hai hình người các bác nhá. Rất là chất lượng và xịn sò luôn. Đó, đây, giá đây. Bộ dao 7 món nhá, 1.400.000 giảm giá còn 1.100.000 bao ship các bác nhá. Đó, số điện thoại của em thì trên màn hình. Bây giờ em sẽ khui con dao, cái bộ dao này ra cho các bác xem. Đấy. Đây. Đây nha, em khui hộp các bác nhá. Đó. Thì các cái sản phẩm đi kèm của nó bên trong này thì nó có bao gồm là một cái kéo này, đấy, hàng made in Germany này. Made in Germany các bác nhá. Con này là kéo cắt gà các bác nhá. Đó, kéo cắt gà món đầu tiên. Đó. Hàng liền thân, cán của nó được ốp rất là chắc chắn luôn. Đó, liền thân, cán ốp rất chắc chắn các bác nhá. Đây. Đấy. Con này thì bên em sẽ bán cùng bộ luôn. Đó, tiếp theo là đến cái con dao gọt hoa quả này. Đấy. Con dao gọt hoa quả đây. Con này thì của nó là khoảng 20 sen các bác nhá. Con gọt hoa quả này vào 20 sen tròn luôn. Hàng cũng rất là sắc bén luôn các bác nhá. Đấy, rất sắc bén luôn. Đây các bác quan sát này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác nhá. Dao cực kỳ là sắc luôn. Đây. Dao rất là sắc luôn các bác nhá. Đó. Đấy. Đấy, con này thì bên em đang bán cùng bộ này luôn. Đó. Tiếp theo là đến cái liếc dao này. Con liếc này thì lúc nào mà các bác dùng nó phải từ 3 đến 5 năm thì mình mới cần dùng đến con liếc này. Đó, chứ mình cũng không cần dùng ngay. Đó, liếc mài dao đây. Đó. Con liếc này của nó thì nó dài khoảng đây, 29 cm các bác nhá. Hàng cực kỳ là chất luôn. Đấy, các cái phần chi tiết hoàn thiện sắc nét, liếc mài dao rất là sắc luôn.
Đó, tiếp theo thì nó là đến một con dao dao thái này. Con này thì có cả chống dính luôn, các bác có thể dùng để nấu nướng, thái thịt, thái các chất liệu là nó không bị dính thôi nhá. Đây, đấy, chống dính luôn. Hàng made in Germany này các bác này. Đó, đây, chống dính luôn. Dao thì siêu sắc bén nhá, em sẽ test dao cho các bác xem nhá. Đấy, đây, rất sắc luôn các bác này. Đó, rất sắc luôn. Em thì cũng không phải là người đấy các bác thấy không? Rất sắc các bác nhá. Đó. Em thì test dao cũng không chuyên môn cho lắm. Đấy, như các bác thấy không? Đấy. Rất sắc luôn các bác nhá. Đó. Rất sắc luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Con dao thái này. Đấy, tiếp theo là đến hai con nữa này. Đây. Hai con nữa. Thì hai con này thì cân nặng như nhau. Nhưng mà nó có bản khác nhau thôi. Đấy. Hai con này thì cân nặng là tương đương nhau các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của nó là tương đương nhau. Nó vào khoảng có con thì 5 lạng, con thì hơn 4 lạng. Đây, con này dài là 30 cm. Dài 30 cm và phần lưỡi này dài là 18 cm. Con này cũng dài 30 cm. Phần lưỡi là 17 cm. Đấy, con này nó chỉ dày hơn về cái bản thôi. Bản con này là 8 phân rưỡi, bản con này là 7 phân rưỡi. Đấy, hai con này nó chỉ lệch nhau một chút thôi. Đấy, bé hơn thì nó lại dày mình hơn, mà to hơn thì nó lại mỏng hơn. Cho nên là cân nặng của nó thì nó cũng tương đương nhau thôi. Không có gì thay đổi các bác nhá. Đó, đây. Made in Germany này. Cái dòng này của nó ấy, thì nó là nó đánh nhám này. Đánh nhám cho nên các bác cầm nó không bị cảm giác là bị trơn trượt. Dùng rất là ngon luôn. Đây. Mà dao thì cũng rất là sắc luôn các bác nhá. Đó, đấy các bác thấy không? Một cái con dao chặt nhưng mà cũng dọc giấy như không, các bác thấy chất lượng của dao nói chung là rất là sắc bén luôn. Đó. Thì đây, nó có hai con như này. Đấy các bác thấy không? Bỏ vào trong cái giá đỡ này rất là xịn sò luôn. Đó. Một bộ này của nó thì là 7 món các bác nhá. Bộ này 7 món. Đây, bộ này là 7 món như này. Bên em đang bán với cái giá là 1.100.000 bao ship. Đấy, đang bán 1.400.000, giảm xuống cho các bác còn 1.100.000 bao ship luôn. Đó, đây là cái bộ dao của bộ dao 7 món của Đức. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ dao thương hiệu Wattbo. Bộ dao 7 món. Bộ này cũng 7 món luôn. Đó, đấy, bộ này cũng 7 món luôn, nhưng mà bộ này thì nó là dòng dao của Nhật thôi nhá. Đó, bộ này thì nó là dòng dao của Nhật đây. Các bác nhận hàng thì hàng đựng trong hộp như này. Đó, thì em sẽ khui hộp cho bác xem. Bộ dao 7 món của Nhật đó nhá. Đó. Bộ dao 7 món của Nhật. Đấy. Bộ 7 món Nhật này thì bên em đang bán với cái giá là bộ dao 7 món Nhật. Bên em đang bán là 1.500.000. Đó. Hôm nay bên em sẽ giảm giá cho các bác còn 1.200.000. Đó, 1.200.000 bao ship các bác nhá. Đó, bao ship. Đấy thì các bác chọn bộ nào thì chọn. Hai cái bộ này nó cũng chỉ lệch nhau 100.000 thôi. Hàng của Nhật thì nó là dòng cao cấp, là cái thương hiệu Wattbo này thì nó có quá cao cấp rồi, cho nên nhiều bác cứ bảo sao mà của Nhật thì lại đắt hơn là của Đức. Thì các bác phải biết là mỗi một đất nước nó có một cái chuyên ngành riêng. Ví dụ như Nhật thì nó là chuyên về dao dạ, chuyên về sản xuất dao rồi. Đó, đây, dao đựng trong hộp như này. Đấy, của nó chuyên sản xuất dao, cho nên là cái dòng dao này nó cũng là cái phân khúc cao cấp của nó. Cho nên là cái giá của nó sẽ đắt hơn một chút, nhưng đổi lại cái chất lượng dao thì cũng rất là tốt các bác nhé. Đấy, đắt hơn một chút thôi. Đấy, nó cũng đắt hơn nhiều. Thì đây là cái giá đỡ của nó này. Đấy, giá đỡ của nó, hàng của thương hiệu Wattbo. Đây. Đấy. Chữ của nó khắc chìm luôn. Nó cái giá đỡ này của nó cũng như cái giá đỡ của Winling kia. Đây. Và dao ở trong hộp đây. Đấy. Thì trong hộp thì nó có bao gồm các cái chi tiết sau. Đấy. Đầu tiên là cái con dao gọt hoa quả này. Đây. Con dao gọt hoa quả này. Đấy.
Rau gọt hoa quả đây. Đấy, con này thì của nó dài cũng vào khoảng là 21 cm, 21 cm. Con dao Nhật này thì nó rất là bén này, em sẽ test trực tiếp bằng giấy bóng cho các bác xem để các bác thấy được cái độ sắc bén của nó này. Đấy, các bác xem em cắt cái tờ giấy bóng này. Đấy, thấy các bác thấy không? Giấy bóng đứt luôn các bác nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Giấy bóng đứt luôn này. Đấy, để khẳng định rằng là dao rất là sắc bén các bác nhá. Đó. Dao rất sắc bén luôn, cắt giấy bóng đứt luôn các bác nhá. Đó. Con dao gọt này. Tiếp theo thì cái bộ của Nhật này thì nó lại không có cái kéo cắt gà, mà đổi lại thì nó lại có một cái kéo bếp. Đó. Kéo bếp thì con này các bác dùng để trong bếp để cắt thức ăn thức uống rồi làm mọi việc rất là ok. Đó, thì đây, kéo bếp các bác nhá, của thương hiệu Wattpad đây. Đấy. Tiếp theo là đến cái liếc mài dao này, liếc mài dao đây. Đấy, liếc mài dao cũng rất là chất luôn. Cái này thì các bác cứ phải từ 3 đến 5 năm thì các bác mới cần dùng đến liếc. Đó. Tiếp theo là của nó là có 3 con dao nữa. Thì đây, có 3 con dao nữa đây. Đầu tiên là một con dao thái này. Con dao thái này. Con dao này của nó dài là 30 cm. 30 cm, 31 cm. Phần lưỡi của nó là 19 này. Bản của nó là 5 cm. Con này lưu ý các bác dùng cẩn thận cho em để tránh trường hợp bị đứt tay các bác nhá. Đó. Dao nó rất là bén. Đây các bác xem. Cái tờ giấy bóng nó mủn nó mỏng như này mà em cũng dọc phát nó đứt luôn các bác nhá. Đấy, cho nên các bác lưu ý cho em là sử dụng là phải rất cẩn thận để tránh bị đứt tay các bác nhá. Tránh bị đứt tay. Đấy các bác thấy không? Đấy, giấy ni lông em rạch nó đứt như không các bác. Thấy cái chất lượng của dao nó quá là tốt các bác nhá. Đó thì lưu ý cho em nhá. Đó, đây. Hàng Japan các bác này, Wattpad Japan các bác này. Đó. Tiếp theo này em lên cho các bác cái con dao thái bản lớn các bác nhá. Đó, con này thì các bác dùng thái được chặt được. Rất là sắc luôn. Đó, con này của nó nặng khoảng 4 lạng. Con này thì bên em có đang bán lẻ các bác nhá. Đó, đây, rất là sắc bén luôn. Đấy, con này thì bên em đang bán lẻ với cái giá là 300k các bác nhá. Đó, 300k con này. Đấy, 300k con này đang bán lẻ các bác nhá, 300k. Đấy. Còn con này thì nó nặng khoảng 6 lạng các bác nhá, nặng khoảng 6 lạng. Con này thì bên em cũng đang bán lẻ luôn, đang bán lẻ với cái giá là 350.000. Đó, 350k con này. Đây. Bản của nó dày khoảng 4 ly. Đó, dày khoảng 4 ly. Dài khoảng trên 30 cm, rộng khoảng 8-9 cm các bác nhá. Đấy, nặng khoảng 6 lạng thôi nhá. Con nào cũng sắc như nước hết các bác này. Đó. Cũng rạch giấy bóng như không hết các bác thấy không? Đấy, các bác thấy không? Rất là sắc luôn các bác nhá. Giấy bóng cứ gọi là đi sần soạt các bác nhá. Đó. Thì bộ của Nhật cũng 7 món mà của Đức cũng 7 món luôn. Đều là bộ dao 7 món hết các bác nhá. Đó. Đều là bộ dao 7 món hết. Đây. Đấy. Hai bộ 7 món. Bộ của Nhật thì với cái giá là 1 triệu 200k. Nó chỉ lệch hơn so với bộ của Đức mất 100.000. Đó. Còn bộ của Nhật là 1 triệu 100k. Đó, 1 triệu 100k. Đấy thì các bác lấy bộ nào thì lấy các bác nhá. Đó. Thì em nay em sẽ lên cái video riêng biệt này để giới thiệu hai cái mẫu dao chính bên em đang phân phối là dao Nhật và dao Đức. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Thì các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đây, bộ 7 món Đức này. Đấy, 1 triệu 100k, còn bộ 7 món của Nhật là 1 triệu 200k các bác nhá. Đó, các số hotline của anh em đây. Xin chào lại quý quý anh chị ở video lần sau.